Tịnh xá Ngọc Thanh tọa lạc tại khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay do Ni sư Thích Nữ Nguyên Liên trụ trì. Năm 1946, Tổ sư Minh Đăng Quang cùng chư đệ tử Vân Du hóa đạo tại vùng đất Cai Lậy. Được sự phát tâm của bà Minh Ngọc hiến cúng 2.000 mét vuông, cùng với tín đồ Phật tử nơi đây kẻ công, người của, chung sức xây dựng ngôi Tịnh xá Ngọc Thanh để Tổ sư dừng chân hoằng dương Phật Pháp. Ban đầu, ngôi Tịnh xá được xây cất đơn sơ, mái lợp lá dừa nước, cột gỗ, nền đất, bao gồm một gian chánh điện, cốc nghỉ của Tổ và vài ba cái cốc cho chư Tăng. Tất cả đều được làm bằng lá. Từ năm 1946 đến năm 1954, Tịnh xá Ngọc Thanh là nơi dừng chân của các đoàn lữ hành hệ phái khất sĩ. Khi thì chư Tăng cư trú hành đạo, lúc thì chư Ni luôn phiên giáo hóa. Năm 1954, khi Tổ sư vắng bóng, lúc này chư Ni đang trụ xứ nơi đây, cho nên từ đó đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên trực tiếp hành đạo. Theo sự chỉ dạy của đệ nhất Ni trưởng, lúc bấy giờ có Ni trưởng Thích Nữ Kim Liên trực tiếp trông coi Tam Bảo Ngọc Thanh. Thời gian này, Ni trưởng Quang Liên cất thêm nhà thờ Cửu Huyền và cốc dành cho đệ nhất Ni trưởng khi về lưu trú. Sau đó có quý Ni trưởng Đức Liên, Ni trưởng Thiện Liên cùng chư Ni chúng lần lượt luân phiên về đây tu tập và hành đạo. Đến năm 1957, Ni trưởng Kim Liên đã lớn tuổi nên quyết định dừng bước du phương và về ẩn cư tu tập tại Tịnh xá Ngọc Thanh. Lúc này Ni sư Anh Liên là đệ tử của Ni trưởng, trực tiếp chăm sóc Ni trưởng và phụng sự Tam Bảo. Năm 1988, Ni sư Anh Liên viên tịch, phụng sự chỉ đạo của Ni giới hệ phái, sư cô Đại Liên về đây phụng dưỡng Ni trưởng Kim Liên. Cho đến khi Ni trưởng viên tịch vào ngày 24 tháng 7 năm 1990, năm Canh Ngọ. Với trách nhiệm của người kế thừa, vào tháng 2 năm 1996, sư cô Đại Liên xây cất chánh điện trên vị trí mới, cũng trong khuôn viên Tịnh xá với diện tích 144 m². Trong khoảng thời gian 5 tháng thi công, ngôi chánh điện vừa hoàn thành thì sư cô cũng viên tịch vào ngày 30 tháng 6 năm 1996. Cũng trong năm này, sư cô Nguyên Liên vâng lời chỉ dạy của Ni trưởng trụ trì Tổ đình Ngọc Phương, thành phố Hồ Chí Minh về chăm lo Tam Bảo và hành đạo tại Tịnh xá Ngọc Thanh. Thời gian trụ trì Tịnh xá Ngọc Thanh từ năm 1996 đến nay, Ni sư Nguyên Liên không ngừng hoàn thiện lại các cơ sở vật chất, dựng lại cốc của Đức Tổ sư 3 m x 3 m, nhà thờ Tổ Ni 7 m x 12 m, ngôi Tịnh xá trước đây do Tổ sư dựng 9 m x 9 m cũng được Ni sư phục dựng lại để lưu niệm dấu chân hành đạo của Tổ sư. Ni sư cũng xây thêm một số cốc dành cho khách ni và nhà ăn cho Phật tử, nhà bếp, tường rào, cổng chùa, kiến tạo lại khuôn viên ngôi Tịnh xá ngày thêm trang nghiêm thanh tịnh. Tuy giờ đây không còn phải lội qua những con rạch nhỏ với mấy cây cầu khỉ như xưa, nhưng vì ngôi Tịnh xá nằm sâu trong những con hẻm nhỏ nên rất ít người lui tới. Mặc dù vậy, Ni sư trụ trì vẫn luôn duy trì sám hối và cúng hội mỗi tháng 2 kỳ theo nghi thức của hệ phái. Sáng chiều mỗi ngày có vài Phật tử xung quanh cùng về tụng kinh, ôm lại những thi kệ của đệ nhất Ni trưởng và chân lý của Tổ sư để nuôi lớn thiện tâm, sáng thêm Phật tánh. Tịnh xá Ngọc Thanh là một trong những điểm dừng chân của Đức Tổ sư, khai sáng hệ phái khất sĩ trên bước đường hoằng pháp lợi sanh. Với chí nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp, đạo Phật khất sĩ Việt Nam, nối tiếp hạnh nguyện của Tổ Thầy trải qua mấy đời trụ trì, chư Ni nơi đây vẫn luôn âm thầm lặng lẽ duy trì mối đạo, trao dồi giới luật, thực hiện tốt mọi Phật sự theo tinh thần tốt đời, đẹp đạo.